Hello Mobile, xin chào tất cả các bạn ha. Trên tay mình đang cầm là chiếc iPhone 14 Plus bằng lóc ha. Cái này là đã độ ổ SIM rồi nha các bạn. Thì vốn dĩ là cái 14 series là sẽ không có ổ SIM. Ở đây thì 14 Plus này đã độ ổ SIM rồi. Và độ ổ là 2 SIM vật lý nha các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn ghép SIM cho cái dòng 14 series ha. Thì ở dòng 14 series thì mình sẽ cần có một cái SIM nhà mạng và một cái SIM máy để mình một cái SIM nhà mạng Việt Nam với là một nhà SIM nhà mạng nước ngoài để mình ghép UPE nha các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn ghép từ A đến Z luôn nha, cho iOS mới nhất luôn. Hiện tại này bạn này đã lên là 16.6.1 rồi. Nên là mình sẽ hướng dẫn ghép từ A đến Z luôn ha. Đầu tiên thì mình cũng cần có một cái mảnh SIM ghép ha. Rồi, cách mà đặt SIM ghép vào SIM thì mình cũng hướng dẫn nhiều rồi. Cái SIM mình sẽ để ngửa như thế này, rồi mình sẽ đặt lên chữ Pro ha. Sau đó mình sẽ gấp lại. Các bạn để ý gấp cho ngay ngắn ha, bởi vì cái đầu SIM nó có cái đầu xéo á. SIM nó có cái đầu xéo đây các bạn. Thì các bạn lắp cho ngay ngắn cái đầu xéo luôn ha. Đó. Rồi sau đó rồi các bạn sẽ bỏ vào cái SIM thôi. Rồi sau khi ngay ngắn các bạn mình nên bóp cái phần đít một xíu ha, cho nó khỏi bị nhô lên đó các bạn. Rồi các bạn cắm vô máy, các bạn phải cắm nó nhẹ nhàng nha. Các bạn cắm hiện tại mình cắm là không thấy không vô thì các bạn nhấn cái đầu phần đuôi xuống một xíu nữa đó. Khi nào mà các bạn thấy đút vô một cách nhẹ nhàng như vậy á, thì là mới ok nha. Thì để ghép SIM trước tiên mình xác định thì là phải xác định được cái máy của mình là thuộc nhà mạng lóc nào. Thì máy này là thuộc nhà mạng lóc T-Mobile nha, T-Mobile nha. T-Mobile thì các bạn sẽ chọn cho mình nè, TMSE Pro nè. Mà các bạn nhập mã TMSE của T-Mobile vô thì là 3102600 ha. Rồi sau đó gửi. Ở đây trong SIM Việt Nam của mình là SIM Mobi thì mình sẽ chọn là Pro 2. Còn đối với những cái SIM nhà mạng khác các bạn chọn Pro 1 cho mình ha. Cái này là cách ghép cho từ dòng 12 trở lên nha các bạn. Còn 11 Pro Max trở xuống thì nó khác ha. Thì đầu tiên thì nó sẽ vô trong cái này, vô trong rồi. Đó, khi các bạn nhập đúng mã EMI thì nó sẽ tự động vào trong ha. Thì các bạn sẽ vào cho mình cài đặt nè. Các bạn vào cho mình phần di động. Đó, các bạn sẽ thấy nó vô rồi nha. Ở đây mình sẽ tạm thời mình tắt cái wifi đi. Để mình sẽ log IPCC ha. Khi mà log IPCC thì nó mới full tính năng được nha các bạn. Mình sẽ chờ một xíu. Rồi đây, ở đây nó sẽ là log lên cuộc sống với lại đang log lên 4G nè. Mình chờ nó log ổn định đi ha. Rồi xong rồi mình bắt đầu mình làm. Rồi, nó đã lên cuộc sống và 4G rồi. Thì việc đầu tiên các bạn nên tắt mật khẩu màn hình đi nha. Hai là các bạn nếu mà các bạn không tắt mà không màn hình á, quên tắt mà không màn hình á, thì các bạn phải làm theo mình nè, gì cài đặt này, di động nè và ứng dụng của SIM nè. Sau đó các bạn ấn log IPCC và ấn chấp nhận. Sau khi ấn chấp nhận nó sẽ băng ra màn hình đặt tiên nha. Rồi sau đó các bạn ấn bỏ qua, rồi các bạn rút một khóa lên ha. Đối với những bạn quên tắt mà không màn hình, các bạn phải ấn giữ phím nguồn một xíu để cho nó hiện ra cái bảng thông báo như thế này. Còn nếu mà nó không hiện ra bản thông báo mà nó nhảy ra màn hình dạng tiên một lần nữa thì các bạn mở khóa ra, rồi các bạn vô cái phần này để cho nó hiện lên, nó phải khi các bạn nhấn nguồn nó phải hiện lên cái này thì các bạn mới có thể tiếp tục được nha. Rồi sau đó các bạn tiếp tục. Đối với những người mà chưa tắt mật khẩu màn hình đó, thì các bạn phải làm theo cái bước đó để cho nó dăng ra thêm một lần nữa thì lát nữa các bạn lót nó mới không bị lỗi ha. Cái này mình sẽ chờ tầm khoảng 5 giây rồi mình sẽ ấn quay lại luôn nha, chứ không có để nó lót xong. Bởi vì nhiều khi máy của khách nó không có SIM, không có 4G các bạn, hoặc là không có đăng ký á. Rồi mình tắt nguồn, bây giờ mình chỉ có chờ thông báo, chừng nào nó hiện lên cái thông báo này. Đấy, IPCC Don nè. Và màn hình ở trong á, nó nhảy ra thành màn hình chính, rồi các bạn ấn chấp nhận. Rồi mở khóa ra ha. Đối với máy này là iOS mới nhất, người ta đã update lên là 16.6.1 rồi. Thì mình sẽ hướng dẫn luôn các bạn cách recording ha.
sau khi lock IPCC xong á thì các bạn phải rec ring, nếu không rec ring thì nó sẽ lỗi thông báo với lại xoay màn hình ha. Các bạn vào cho mình Safari trên web Safari nha. Các bạn ấn cho mình là IPCC chấm Singapore nha các bạn, chứ không phải Xiaomi nha. Rồi các bạn ấn chấm chat. À, cái đường link này cũng rất là dễ nhớ ha. Các bạn ấn ibcc.singapore.chat rồi các bạn ấn đi. Ở đây không có mạng nha các bạn, nên là mình phải vào wifi. Xin của khách là hiện tại nó vẫn còn đang lót nè, hiện tại đang ghép thủ công đó các bạn. Mình vào wifi đi cho nó chắc ha. Nhiều khi xin của khách không có mạng. Rồi cho mình vào lại Safari ha. Safari mình lót lại ha, cũng vào đường link nãy nha. Đó, sau khi vào được cái web này rồi á thì các bạn ấn cho mình cái nút chia sẻ bên góc dưới này. Khi nó hiện lên web rồi các bạn ấn nút chia sẻ, rồi các bạn kéo xuống một xíu thêm vào màn hình chính. Ở đây mình sẽ đổi tên là Red Green nha. Red Green. Rồi, mình sẽ ấn thêm. Đó, sau khi thêm xong là nó sẽ có cái red green ngoài màn hình như thế này. Rồi thì mình sẽ ấn giữ. Rồi bây giờ mình sẽ tắt. Mình sẽ lock lại cái coi nó có 4G này. Đây các bạn thấy là nó đã có 4G rồi ha. Hồi nãy là nó sẽ hiện LTE nếu mà các bạn chưa lock IPCC nha. Bởi vì cái này là SIM Mobi. Còn nếu mà SIM Viettel thì nó phải hiện LTE nha các bạn. Còn nếu mà nó hiện 4G là chưa lock thành công nha. Để mình kiểm tra lại thì mình vào cài đặt của Simobi nè. Rồi mình tắt. Mình tắt cái chuyển nguồn dữ liệu mà nó vẫn có 4G là đã thành công ha. Bây giờ hiện tại là mình đã fit thủ công thành công rồi nha. Nhưng mà đối với cái này là dòng 14 series nên là người ta sẽ độ 2 SIM vật lý. Nên là mình sẽ ghép UBE nha ha, cho nó xài cho nó ổn định hơn ha. Rồi từ ghép thủ công mình bây giờ mình sẽ chuyển đổi thành ghép UBE ha các bạn ha. Ở đây mình sẽ đặt này là SIM chính đi. Đây, cập nhật mình mở lại. Rồi bây giờ mình bước thứ hai là mình sẽ quên mình sẽ phải khóa cái cài đặt của SIM ghép lại nha. Mình vào cài đặt di động. Ở đây mình sẽ khóa cài đặt của SIM chính lại. Mình sẽ vào setting. Cái bộ off menu này các bạn sẽ tắt đi. Các bạn ấn lại một lần nữa nó sẽ hiện chữ off này, hồi nãy nó hiện chữ on ha. Rồi ở đây giờ mình sẽ lấy SIM ra và mình sẽ cắm thêm SIM nhà mạng vô ha. Thì cái SIM kia mình vẫn cứ để mặt trước bình thường, còn mình sẽ cắm SIM nhà mạng ở mặt sau ha. Rồi sau đó mình lại nhét SIM vào bình thường. Mình để ý SIM nó có cộm không ha. Đó, còn mình nhét vào bình thường là vậy là ok. Khi nhét vào thì nó phải nhận hai SIM nha các bạn, nhận một SIM là chưa được nha. Ở đây nó mới chỉ nhận SIM nhà mạng. Mình sẽ phải lấy ra. Mình làm lại. Bởi vậy cái SIM mà ghép hai SIM á thì các bạn hạn chế lấy ra lấy vô ha. Nó rất là dễ có thể nó sẽ bị hư SIM ghép mà nó không nhận á. Rồi, không nhận luôn rồi các bạn ơi. Nếu mà tháo ra mình có một là làm lệch, hai là làm SIM ghép không nhận nữa ha. Mình coi SIM ghép nó có bị hư không, có bị rách không.
này lấy ra nó hơi kẹt nên nó bị cong cái mặt sau các bạn. Ở đây vẫn không nhận ha, vậy là hư cái sim ghép rồi nên là mình sẽ phải thay một cái sim ghép khác. Như là lấy anh cái sim ghép khác nha. Là cái công ghép nãy giờ ghép thủ công là như không rồi các bạn. Tại cái này á là ghép ghép UB nên là mình ghép thủ công là xong rồi nha. Còn này ghép UB thì mình phải cắm thêm một cái sim nhà mạng nữa. Rồi bây giờ mình sẽ không hướng dẫn nữa, mình làm lại cho nhanh luôn ha. Đó, làm nghề này cũng chua lắm các bạn. Đụng cái vậy là hư cái một cái sim ghép rồi đó. Rồi mình sẽ bỏ cái sim ghép khác vào. Bởi vì tháo ra tháo vô nhiều khi nó kẹt sim á các bạn, rất là dễ hư sim ghép ha. Nên là mình cũng hạn chế tháo ra tháo vô chứ không phải là sim mình xài mình thay sim thoải mái là mình thay sim á, thì đối với nhiều máy thì có thể là tháo ra tháo vô nó dễ nhàng, nhẹ nhàng thì mình thay sim được. Còn nhớ đến những máy độ sim như thế này á thì mình tháo ra tháo vô á, mình cắm hai sim hai mặt mà các bạn, nó sẽ dày hơn một xíu, tháo ra tháo vô nó dễ bị kẹt. Với lại ổ độ nó cũng không bằng ổ sim 100% nữa các bạn. Đây nè, đây nhận rồi nè. Nó hủy cái này đi ha. Cái này mình sẽ chọc nhẹ ra rồi mình cắm vô lại cho nó hiện lại cái menu nha các bạn. Cái này là nó đang nằm ở sim dưới rồi nên là mình sẽ không có ấy được, nên là mình phải chọc ra cắm vô lại thôi. Nếu mà ghép UBE thì mình chọn cái loại nào cũng được ha. V2.3, Pro V2.2 hoặc V2.3 đều được, bởi vì chức năng UBE thì nó như nhau. Chỉ có thủ công nó khác nhau thôi. Ở đây mình sẽ tắt cái menu đi rồi log ABCC lại ha. Từ từ mình sẽ đưa cái sim kia lên ha, cái sim xài sim lên rồi bắt đầu lót lại. Cái sim này nó bị cong cái mặt sau nên là có thể cắt ra mình sử dụng lại cho những cái máy từ iPhone X trở xuống vẫn được nha, chứ cũng chưa chắc là nó hư hẳn đâu. Nó bị cong mặt sau có nghĩa là nó bị đứt mặt đâu mặt sau thôi, nên là mình cắt ra mình vẫn dùng được cái phần đầu ha. Rồi các bạn thấy nên nó hiện ra thông báo này. Bây giờ mình làm lại nhanh ha, mình không có hướng dẫn nữa ha. Rồi sau khi ghép sim thủ công xong rồi mình sẽ chuyển qua chế độ UBE nha các bạn. Ở đây mình sẽ vào cài đặt nè, vào cái sim Việt Nam nè, rồi ứng dụng của sim nè, chuyển qua sang UBE nè, dòng thứ hai nha các bạn. Rồi mình sẽ thoát ra để mà kiểm tra lại, vào lại nha. Sim này là sim T-Mobile, mình sẽ đặt lại cho đúng. Rồi sim này mình sẽ thành sim chính. Rồi vào ứng dụng của sim xem lại ha.
Ở đây thì nó vẫn hiện là mình thấy là TMSI này, mình sẽ thoát ra vô lại. Thì là nó hiện VBE mới là đúng nha. Rồi, vậy là chưa được ha, mình phải lo ấn một cái nữa. Rồi mình phải vào kiểm tra lại nha các bạn. Chứ không phải là mình ấn cái là xong đâu, mình phải kiểm tra lại là nó đang hiện là chữ là VBE mới là thành công nha. Đây các bạn nè, đó hồi nãy là TMSI ha. Ở đây giờ nó hiện VBE. Bởi vì tại sao mình phải ghép thủ công trước rồi mình mới chuyển qua VBE thì ghép VBE nhiều khi mình lót IPCC nó sẽ bị lỗi nha. Nó sẽ không có hiện, nó không dạt đi ra ngoài á. Nên là mình phải ghép thủ công trước rồi mới chuyển qua VBE ha. Rồi, menu là off rồi. Ok, vậy là xong ha. Mình sẽ tiến hành là test nghe gọi nữa là với là 4G nữa là xong. Bấm sai số điện thoại. Gọi lại cho anh cá nhân. Okay. Rồi, vậy là nghe gọi ok ha. Bây giờ mình sẽ test ở đây khách không xài TikTok, cũng xài Google Maps. Nhưng mà hiện tại Simobi mà hiện là 4G là ok rồi ha. Đây là mình sẽ tắt chuyên nguồn dữ liệu các bạn xem đó, nó vẫn hiện 4G nha. Đây nè, vậy là đã ok rồi ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Video này hơi dài ha, bởi vì là khi mà mình cấm qua đổi sim á thì nó là bị lỗi sim ghép, là bị hư sim ghép. Nên là các bạn là nhìn vào đây cũng biết ha, là hạn chế đổi sim ha. Khi ghép á, mình cấm vô ghép một lần, ghép mà cấm vô thường là do mình hướng dẫn á, nên là mình cấm từng sim. Nên là khi tháo ra cái sim này, cái ổ này nó đổ nữa, là tháo ra nó bị kẹt một xíu ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy hữu ích có thể ấn đăng ký kênh ủng hộ Hello Mobile ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.